Thân mến chào tất cả các em học sinh. Cô rất vui khi được đồng hành với các em trong buổi học trực tuyến môn ngữ văn 8 ngày hôm nay. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Trần Thị Mai, giáo viên ngữ văn trường Trung học cơ sở Võ Thành Trang, quận Tân Phú. Trong buổi học này, cô sẽ thay mặt nhóm giáo viên ngữ văn 8 trường Trung học cơ sở Võ Thành Trang hướng dẫn các em chủ đề 4, tìm hiểu các thể văn chính luận trong văn học trung đại. Trước khi vào bài học, các em cần chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, vở ghi và bút viết nhé. Trong bài học, cô sẽ đưa ra một số câu hỏi. Vì vậy, sau khi nghe xong câu hỏi, các em có thể nhấn nút tạm dừng trên màn hình, sau đó suy nghĩ trả lời. Trả lời xong, các em hãy theo dõi tiếp, xem câu trả lời của mình có chính xác hay không nhé. Phần nào chưa hiểu, các em cũng có thể nghe lại để dễ hiểu bài hơn nhé các em. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu chủ đề các thể văn chính luận trong văn học trung đại. Vậy, các em có biết văn bản chính luận là gì không? Văn bản chính luận là loại văn bản thể hiện những chính kiến, bộc lộ những quan điểm chính trị, tư tưởng với những vấn đề mang tính thời sự. Các tác phẩm chính luận hướng tới mục đích tác động đến dư luận xã hội đương thời, đến lối sống, các quyền lợi chính trị hiện hành, đề xuất việc củng cố hoặc thay đổi chúng cho phù hợp với quyền lợi giai cấp hoặc với lý tưởng xã hội đạo đức. Chương trình ngữ văn 8 học kỳ 2, các em sẽ tìm hiểu các thể văn chính luận trong văn học trung đại đó là chiếu, hịch, cáo, tấu với bốn văn bản tiêu biểu. Đó là chiếu rời đô của Lý Công Uẩn, hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn, bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, và bàn luận về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp. Hôm nay, cô trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu hai tác phẩm Chiếu rời đô của Lý Công Uẩn và Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn để hiểu rõ hơn về đặc điểm của thể chiếu và thể hịch các em nhé. Tiết học đầu tiên, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu văn bản Chiếu rời đô của Lý Công Uẩn. Chúng ta đi vào phần 1 La Mã, đọc hiểu chú thích. Các em cùng tìm hiểu phần 1 nhỏ tác giả. Các em mở sách giáo khoa trang 50, đọc thầm phần chú thích sau, rồi gạch chân các ý chính về tác giả Lý Công Uẩn nhé. Chú thích sách giáo khoa đã giới thiệu một cách khái quát nhất về tác giả. Ở đây, cô sẽ cung cấp thêm cho các em một số thông tin ngoài sách giáo khoa về Lý Công Uẩn. Trên màn hình, các em có thể nhìn thấy tượng đài vua Lý Thái Tổ tại vườn hoa Chí Linh gần Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lý Công Uẩn sinh năm 974, mất năm 1028, tức Lý Thái Tổ, quê ở Bắc Ninh, là vị hoàng đế sáng lập vương triều nhà Lý trong lịch sử Việt Nam. Trị vì từ năm 1009 đến khi qua đời vào năm 1028. Ông xuất thân là một võ quan dưới triều nhà Tiền Lê, là người thông minh, nhân ái, có chí lớn. Năm 1009, khi vị vua cuối cùng của nhà Tiền Lê là Lê Long Đĩnh qua đời, con trai còn nhỏ, Lý Công Uẩn được triều thần tôn làm hoàng đế, lấy niên hiệu là Thuận Thiên, tức là thuận theo ý trời. Trong thời kỳ trị vì của mình, ông dành nhiều thời gian để đánh dẹp các nơi phản loạn, vì cơ bản nước Đại Cồ Việt từ các triều đại trước đó vẫn chưa thu phục được lòng tin của các tộc người vùng biên cương. Triều đình trung ương dần được củng cố, các thế lực phiến quân bị đánh dẹp, kinh đô được dời từ Hoa Lư về thành Đại La vào tháng 7 năm 1010 và sau đó thành này được đổi tên thành Thăng Long, mở đầu cho sự phát triển lâu dài của nhà Lý, tồn tại 216 năm. Bây giờ, cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu phần 2, tác phẩm. Đầu tiên, chúng ta cùng đọc văn bản ha. Các em đọc với giọng điệu chung là trang trọng, nhưng có những câu cần nhấn mạnh sắc thái tình cảm tha thiết, chân tình, như "Trẫm rất đau xót về việc đó, không thể không rời đổi", hoặc "Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở, các khanh nghĩ thế nào?" Bây giờ, cô và các em sẽ cùng nhau nghe lời đọc văn bản Chiếu rời đô nhé.
Trên đô chiếu, xưa nhà Thương đến vua Bản Canh 5 lần rời đô, nhà Chu đến vua Thành Vương cũng 3 lần rời đô. Phải đâu các vua thời Tam Đại theo ý riêng mình mà tự tiện truyền rời, chỉ vì muốn đóng đô ở nơi trung tâm, mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu, trên vâng mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu thấy thuận tiện thì thay đổi, cho nên vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh. Thế mà hai nhà Đinh Lê lại theo ý riêng mình khinh thường mệnh trời, không noi theo dấu cũ của Thương Chu, cứ đóng yên đô thành ở nơi đây, khiến cho triều đại không được lâu bền, số vận ngắn ngủi, trăm họ phải hao tốn, muôn vật không được thích nghi. Chấm thấy đau xót về việc đó, không thể không rời đổi, huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương, ở vào nơi trung tâm trời đất, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi, đã đúng ngôi Nam Bắc Đông Tây, lại tiện hướng nhìn sông dựa núi, địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng, dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt, muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa, thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. Chấm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất đấy để định chỗ ở, các khanh nghĩ thế nào? Các em thấy giọng đọc rất rõ ràng, dõng dạc và cũng rất tình cảm đúng không nào? Nhìn lên trên màn hình, các em có thể thấy hình ảnh của văn bản chiếu rời đô. Ở bên tay trái của các em là văn bản bằng chữ Hán, và ở phía bên tay phải của các em là bản dịch. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần A, hoàn cảnh sáng tác. Năm Canh Tuất niên hiệu Thuận Thiên thứ nhất, tức năm 1010, Lý Công Uẩn viết bài chiếu bày tỏ ý định rời đô từ Hoa Lư, nay thuộc tỉnh Ninh Bình, ra thành Đại La, tức Hà Nội ngày nay. Thành Hoa Lư vốn là kinh đô của hai triều đại Đinh và Tiền Lê, là một vị trí cố thủ tự nhiên giữa những mỏm núi đá nằm bên rìa đông nam đồng bằng sông Hồng trong tỉnh Ninh Bình. Hoa Lư kiểm soát tuyến đường đất từ đồng bằng sông Hồng tới các tỉnh phía nam. Nó cũng là tiền đồn của những tỉnh phía nam nhìn ra đồng bằng sông Hồng. Lúc lên ngôi, Lý Thái Tổ cho rằng Hoa Lư thành thì hẹp, đất thì thấp, muốn rời đô về Đại La, nay là Hà Nội, tức thành Tống Bình đời Đường, nơi mà Cao Biền sau khi đuổi quân Nam Chiếu đã xây dựng lại phủ trị của An Nam Đô Hộ Phủ. Chúng ta cùng chuyển qua phần B, thể loại. Văn bản này được viết theo thể chiếu. Chiếu là thể văn do vua dùng để ban bố mệnh lệnh. Về nội dung, một số bài chiếu thể hiện tư tưởng chính trị lớn lao, có ảnh hưởng đến vận mệnh của cả triều đại đất nước. Đặc điểm chung của thể chiếu là ban bố mệnh lệnh của vua chúa xuống thần dân. Chức năng của chiếu là công bố những chủ trương, nhiệm vụ mà vua, triều đình nêu ra và yêu cầu thần dân thực hiện. Chiếu rời đô cũng mang đặc điểm của chiếu nói chung, nhưng đồng thời có những đặc điểm riêng. Bên cạnh tính chất mệnh lệnh là tính chất tâm tình, bên cạnh ngôn từ mang tính đơn thoại, một chiều của người trên ban bố mệnh lệnh cho kẻ dưới là ngôn từ mang tính chất đối thoại, trao đổi. Về hình thức, chiếu có thể viết bằng văn vần, văn biển ngẫu hoặc văn xuôi, được công bố và đón nhận một cách trang trọng. Ở đây, các em đã hiểu văn vần và văn xuôi là gì rồi, nên cô chỉ giải thích một chút về văn biền ngẫu để các em nắm rõ hơn. Trong tiếng Hán, biền có nghĩa là hai con ngựa kéo xe sóng nhau, ngẫu có nghĩa là từng cặp. Vậy văn biền ngẫu có nghĩa là những cặp câu văn viết theo hình thức sóng đôi, cân xứng với nhau. Chúng ta chuyển qua phần C, phương thức biểu đạt. Văn bản này được viết theo phương thức nghị luận. Vấn đề nghị luận ở đây là sự cần thiết phải rời đô từ Hoa Lư về Đại La. Các em chuyển qua phần D, bố cục.
Văn bản này có thể chia làm hai phần. Chúng ta cùng nhìn lại văn bản. Phần 1. Từ đầu đến không thể không rời đổi. Nội dung là lý do phải rời đô. Và phần 2 là phần còn lại, lợi thế của thành Đại La. Để hiểu sâu hơn vấn đề nghị luận của văn bản, cô và các em cùng tìm hiểu sang phần 2, đọc hiểu văn bản. Ở phần này, chúng ta sẽ phân đề mục như bố cục đã chia trước đó nhé. Các em cùng vào phần 1 nhỏ, lý do phải rời đô. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu đoạn mở đầu của phần 1. Xưa nhà Thương đến vua bàn canh 5 lần rời đô, nhà Chu đến vua Thành Vương cũng 3 lần rời đô. Phải đâu các vua thời Tam Đại theo ý riêng mình mà tự tiện chuyển rời. Chỉ vì muốn đóng đô ở nơi trung tâm, mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu, trên vâng mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu thấy thuận tiện thì thay đổi. Cho nên vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh. Ở đây các em có thể thấy, thời nhà Thương 5 lần rời đô, nhà Chu cũng 3 lần rời đô, nhằm mục đích mưu toan nghiệp lớn, xây dựng vương triều phồn thịnh, tính kế lâu dài cho các thế hệ sau. Việc rời đô trong lịch sử vừa thuận theo mệnh trời, tức là phù hợp với quy luật khách quan, vừa thuận theo ý dân, tức là phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Rõ ràng, lịch sử từng có những cuộc rời đô và kết quả của việc rời đô là làm cho đất nước vững bền, phát triển thịnh vượng. Trong đoạn này, tác giả viện dẫn sử sách nói về việc rời đô của các vua thời xưa bên Trung Quốc. Các em cần chú ý vào những nét tâm lý đặc thù của con người thời Trung Đại. Noi theo tiền nhân, dựa vào mệnh trời. Người Trung Đại coi thời Hoàng Kim là thời đã qua, khuôn mẫu được làm bởi tiền nhân nên thường trích dẫn điển tích, điển cố. Việc Lý Thái Tổ dẫn sử sách Trung Quốc nói đến mệnh trời trong chiếu rời đô là một nét tâm lý thường tình của người thời ấy. Vậy mệnh trời ở đây như một quy luật khách quan. Lý Thái Tổ dẫn số liệu cụ thể về các lần rời đô của hai triều Thương Chu để chuẩn bị cho lý lẽ ở phần sau. Trong lịch sử đã từng có chuyện rời đô và đã từng đem lại kết quả tốt đẹp. Vì vậy, việc Lý Thái Tổ rời đô không có gì là khác thường, không có gì là trái với quy luật cả. Sau khi viện dẫn sử sách nói về việc rời đô của các vua thời xưa bên Trung Quốc, tác giả soi vào tình hình thực tế, nói đến hai triều đại trước. Thế mà hai nhà Đinh Lê lại theo ý riêng mình, khinh thường mệnh trời, không noi theo dấu cũ của Thương Chu, cứ đóng yên đô thành ở nơi đây, khiến cho triều đại không được lâu bền, số vận ngắn ngủi, trăm họ phải hao tốn, muôn vật không được thích nghi. Soi vào sử sách và tình hình thực tế, nhận xét trên có tính chất phê phán hai triều Đinh Lê cứ đóng yên đô thành ở vùng núi Hoa Lư. Theo tác giả, việc không rời đô sẽ phạm những sai lầm, không theo mệnh trời, không biết học theo cái đúng của người xưa, và hậu quả là triều đại ngắn ngủi, nhân dân khổ sở, vạn vật không thích nghi, không thể phát triển thịnh vượng trong một vùng đất chật chội. Các em có biết vì sao hai triều Đinh Lê cứ đóng yên đô thành nơi đây không? Thực ra, việc hai triều Đinh Lê vẫn phải đóng đô ở Hoa Lư chứng tỏ thế và lực của hai triều đại ấy chưa đủ mạnh để ra nơi đồng bằng đất phẳng, nơi trung tâm của đất nước, mà vẫn phải dựa vào địa thế núi rừng hiểm trở. Đến thời Lý, trong đà phát triển đi lên của đất nước, thì việc đóng đô ở Hoa Lư là không còn phù hợp nữa. Cuối phần 1, tác giả đặt ra một câu văn mang đầy cảm xúc. Trẫm rất đau xót về việc đó, không thể không rời đổi. So với đoạn mở đầu, ở câu này, bên cạnh lý là tình. Tình cảnh nhân dân khổ sở, vạn vật không được thích nghi, khiến Lý Thái Tổ vô cùng đau xót. Lời văn tác động cả tới tình cảm của người đọc. Bên cạnh những dẫn chứng thuyết phục như thế, tác giả còn thể hiện giải bày tình cảm của mình. Điều đó đã làm tăng sức thuyết phục cho bài văn. Rõ ràng, cảm xúc ấy chính là mong muốn của tác giả,
muốn phát triển đất nước theo một hướng thịnh vượng hơn, lâu dài hơn, bền vững hơn. Qua phần đầu, chúng ta thấy rằng tác giả đưa ra những dẫn chứng rất rõ ràng cùng những lý lẽ vô cùng chặt chẽ để khẳng định rời đô là việc tất yếu để giúp đất nước phát triển. Theo Lý Thái Tổ, nơi nào có thể phù hợp để làm kinh đô mới của đất nước? Đó chính là thành Đại La. Vậy thành Đại La có những lợi thế, điều kiện gì để Lý Thái Tổ quyết định định đô ở đó? Chúng ta cùng chuyển sang phần 2, lợi thế của thành Đại La. Cô và các em sẽ đọc lại đoạn này ha. Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương, ở vào nơi trung tâm trời đất, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi, đã đúng ngôi Nam Bắc Đông Tây, lại tiện hướng nhìn sông dựa núi, địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng, dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt, muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi, xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn hội tụ trọng yếu của bốn phương đất nước, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. Trong một đoạn văn, tác giả đưa ra được những lợi thế nổi bật của thành Đại La. Về vị thế địa lý, thành Đại La ở nơi trung tâm đất trời, mở ra bốn hướng, có núi lại có sông, đất rộng mà bằng phẳng, cao mà thoáng, nên sẽ tránh được nạn lụt lội hoặc sự chật chội. Về vị thế chính trị văn hóa, nơi đây là đầu mối giao lưu, là chốn hội tụ của bốn phương, là mảnh đất hưng thịnh. Các em chú ý vào đoạn này, chúng ta sẽ thấy tác giả sử dụng lời văn biền ngẫu rất nhiều ha. Cô ví dụ, ở vào nơi trung tâm trời đất, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi, đã đúng ngôi Nam Bắc Đông Tây, lại tiện hướng nhìn sông dựa núi, địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng, vân vân. Cho nên, trong đoạn này, tác giả sử dụng lời văn biền ngẫu vô cùng đăng đối xúc tích, cùng với những lập luận rất chặt chẽ và thuyết phục. Nhờ đó mà thành Đại La hiện lên đẹp về mọi mặt, địa lý, chính trị, văn hóa, thiên nhiên cũng như con người. Rời đô từ vùng Hoa Lư ra vùng đồng bằng đất rộng, chứng tỏ triều đình nhà Lý đủ sức chấm dứt nạn phong kiến cát cứ, thế và lực của dân tộc Đại Việt đủ sức sánh ngang hàng với phương Bắc. Định đô ở Thăng Long là thực hiện nguyện vọng của nhân dân thu Giang Sơn về một mối, nguyện xây dựng đất nước độc lập tự cường. Xét toàn diện, thành Đại La có đủ mọi điều kiện để trở thành kinh đô mới của đất nước. Chứng cớ nhà vua đưa ra có sức thuyết phục rất lớn vì được cân nhắc kỹ càng trên nhiều lĩnh vực. Có thể nói đây là một mảnh đất lý tưởng cho kinh đô, và với những điều kiện ấy, triều đại sẽ phát triển hưng thịnh. Cuối phần 2, Lý Thái Tổ đặt ra một câu hỏi với quần thần. Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở, các khanh nghĩ thế nào? Kết thúc bài chiếu, Lý Công Uẩn không dùng sức mạnh uy quyền để quyết định rời đô, mà dùng một giọng như tham khảo ý kiến của nhân dân bề tôi trung tín. Cách kết thúc mang tính chất đối thoại, trao đổi, tạo sự đồng cảm giữa mệnh lệnh của vua với thần dân. Đó như thể hiện sự dân chủ và công bằng cho tất cả những người bề dưới. Quyền quyết định đương nhiên thuộc về nhà vua, thế nhưng ông vẫn muốn hỏi ý kiến quần thần để thấy được sự đồng lòng của người dân. Vì chỉ có hợp với lòng dân thì triều đại cũng như đất nước mới phát triển vững bền được. Như vậy, chúng ta có thể thấy Lý Công Uẩn là một vị vua thông minh, nhân ái, hiền từ và rất được lòng dân. Ông không chỉ lấy những dẫn chứng thực tế từ các triều đại trước, cũng như sự tốt đẹp của địa hình Đại La, mà ông còn đánh vào tình cảm để thuyết phục thần dân. Tuy là một bài chiếu có ý nghĩa ban bố mệnh lệnh, nhưng chiếu rời đô của Lý Công Uẩn rất có sức thuyết phục, bởi lẽ nó hợp với lẽ trời, nó hợp với lòng dân. Tác giả đã sử dụng một hệ thống lập luận chặt chẽ, lý lẽ sắc bén, giọng điệu mạnh mẽ, khỏe khoắn
để thuyết phục dân chúng tin và ủng hộ cho kế hoạch rời đô của mình. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em phân tích hai nội dung chính của văn bản. Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu kết cấu của bài chiếu. Kết cấu bài chiếu cũng chính là trình tự lập luận của tác giả. Đầu tiên, tác giả nêu sử sách làm tiền đề, làm chỗ dựa cho lý lẽ. Sau đó, soi sáng vào tiền đề thực tế hai triều đại Đinh Lê để chỉ rõ thực tế ấy không còn thích hợp đối với sự phát triển của đất nước, nhất thiết phải rời đô. Và cuối cùng là đi tới kết luận, khẳng định thành Đại La là nơi tốt nhất để chọn làm kinh đô. Kết cấu ba đoạn nói trên là rất tiêu biểu cho kết cấu của văn nghị luận, trình tự lập luận trên là rất chặt chẽ. Bây giờ, cô sẽ cho các em xem một số hình ảnh Hà Nội xưa và nay để các em thấy được sự thay đổi và phát triển của thủ đô nhé. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội của ta. Đôi yêu dấu, một thời đã ăn bó, một thời hòa bình. Nhớ phố thâm nghiêng giờ bóng cây, tiếng ve dư những trưa và nhớ. Viên vừa mới xây, bước chân em chưa mòn lối. Ôi nhớ hồ Gươm xanh thắm, nơi tháp rùa nghiêng soi bóng. Thành cũ thăng long, hồn nước non thiêng, còn lắng đâu đây dấu sợ ai. Nhớ những cơn mưa dài cuối đông, áo trắng chưa ấm. Chiến tranh nước sông ngòi tan gạch nhớ em vẫn đạp xe ra phố anh vẫn tìm âm thanh mới bài hát đôi ta là của quân ca là ước mơ xa hướng lên ba đình tràn niềm Chúng ta có thể thấy rằng quyết định rời đô và tạo dựng kinh đô mới ở Thăng Long là sự kiện trọng đại, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của vương triều nhà Lý và quốc gia Đại Việt. Thành Thăng Long với biểu tượng rồng bay vừa mang khí thế vươn lên mạnh mẽ của dân tộc, vừa chứa đựng ý niệm thiêng liêng về cội nguồn. Cũng bắt đầu từ đây, Thăng Long với kỳ công xây dựng và bảo vệ xứng đáng là kinh đô mãi mãi muôn đời của đất nước. Lý Công Uẩn với tất cả trí thông minh, chí khí lớn, sự hiểu biết và tầm nhìn chiến lược về quân sự của mình, thực sự là một người con ưu tú của dân tộc. Ông đã cùng triều Lý làm rạng danh nước Đại Việt, viết nên những trang sử oanh liệt về dựng nước, giữ nước và để lại những dấu ấn đẹp đẽ trong ký ức và tình cảm của nhân dân. Thăng Long xưa cũng là Hà Nội ngày nay, giữ vai trò kinh đô lâu nhất trong lịch sử dân tộc và cũng là kinh đô có bề dày lịch sử dài nhất trên thế giới. Sự lựa chọn và tiên liệu của vua Lý Thái Tổ vẫn đang được các hậu duệ của ông tiếp bước. Và để củng cố bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng sang phần Ba La Mã ghi nhớ. Các em cùng theo dõi. Chiếu rời đô phản ánh khát vọng của nhân dân về một đất nước độc lập, thống nhất, đồng thời phản ánh ý chí tự cường của dân tộc Đại Việt đang trên đà lớn mạnh. Bài chiếu có sức thuyết phục mạnh mẽ vì nói đúng được ý nguyện của nhân dân, có sự kết hợp hài hòa giữa lý và tình. Cô hy vọng rằng các em, thế hệ trẻ, những người chủ tương lai của đất nước sẽ tiếp bước cha anh, cố gắng hết sức của mình để bảo vệ và phát triển đất nước, giúp Việt Nam ngày càng phồn vinh, thịnh vượng nhé các em. Bài giảng chiếu rời đô của cô hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các em nhiều sức khỏe và học tốt. Thân ái chào tạm biệt các em.